Hi, xin chào các bạn, đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi thuần hóa luôn mấy em báo luôn nha các bạn ơi. Đó, đây là cái loại báo săn. Đó, nó cũng cùng loài với báo tuyết nữa các bạn ơi. Đây là Snow Leopard. Còn cái loài mình sắp thuần hóa có tên là Cheetah nha các bạn. Đó, hay còn gọi là báo ghê ba đó. Tốc độ chạy thì gọi là rất là khủng khiếp luôn đó các bạn ơi. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ lấy mấy cái huy chương ra nè. Đó, cũng như là những cái đây, những cái pet amulet ra các bạn ơi. Chết rồi, hình như mình hết thịt heo rồi thì phải. Thịt heo tôi còn không? Ôi, mình hết thịt heo rồi các bạn ơi. Ui xong rồi. Để mình qua bên này mình coi thử nha. Không thì mình sẽ dứt mấy em heo để cho nó rớt thịt cái đã. Wow, tự nhiên hết thịt heo. Cây vãi hả? Đây nè các bạn ơi, mình sẽ cho mấy em heo ăn cà rốt. Đó, để cho tụi nó sinh sản với nhau. Ôi, trong chuồng gà còn có thêm mấy em heo nữa kìa. Tí để mình qua chuồng gà mình dứt tụi nó luôn nha. Rồi, cho mấy em heo này ăn cái đã. Ăn đi mấy đứa. Trời ơi, con này sao đứng im vậy? Rồi tôi cũng ăn củ cà rốt luôn đi. Đang bị đói mà các bạn. Rồi xong bên đây rồi nè. Để mình đi qua cái chuồng gà cái coi. Ây da, đừng có con nào chạy vô đây nha. Cái cây kiếm kim cương của mình á thì nó có chém ra lửa, nên là khi chém mấy con heo này thì nó sẽ ra thịt chín các bạn ơi. Nên chắc mình sẽ sử dụng qua cái cây rìu quá. Cái rìu không có lửa nè. Ôi, chém nó vẫn ra thịt bình thường, rất là ngon luôn. Ngon lành cành đào các bạn ơi. Đó, mình sẽ lấy thật là nhiều thịt heo nhất có thể nha. Rồi, 12 miếng là được rồi. Bên đây còn mấy miếng nữa nè. Như vậy là đủ rồi nha các bạn ơi. Để mình đi ra mình cất cà rốt cái đã. Wow, nhân giống mấy em heo xong rồi. Bây giờ thì đi tiến hành đi thuần hóa mấy em báo ghê ba thôi nha các bạn ơi. Mình có lưu vị trí của tụi nó rất là nhiều ở đây luôn. Cheetah, đây, tụi nó đây rồi nè. Ây da, cái gì vậy? Đừng có nói đi tấn công tôi nha. Rồi mình sẽ quăng cho nó một cái cục thịt heo nè. Đó, nghe tiếng nó ăn rồi thì mình sẽ đeo cái huy chương này cho nó nha các bạn ơi. Đó, Cheetah. Rồi, một em nha các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ bắt nó lại. Tính chạy đi đâu? Một em liền. Ồ, có em báo mẹ nè. Cái con này thì mình không có bắt được. Để mình coi thử cho nó ăn được không. Ui, nó vẫn ăn được các bạn ơi. Con này... Sao mày ăn mà mày không chịu để tao thuần hóa quá vậy? Chơi gì kỳ quá à? Để mình tìm thêm nha các bạn ơi. Và đây là chỗ của em báo ghe ba thứ hai nha các bạn ơi. Để mình đi kiếm nó coi. Ủa, mình lưu nó chỗ này mà. Tụi nó đi đâu hết rồi? Ôi, bên đây nè các bạn ơi. Đây đây đây, đúng rồi. Cái con nhỏ xíu này nè các bạn. Đó, thuần hóa nó liền. Rồi, đeo cho nó cái huy chương nè. Mày nè, lưu nó lại liền. Đó, đặt tên cho nó và mình sẽ bắt nó bằng cái pet amulet này nha các bạn ơi. Đó, ngon lành. Bây giờ thì tới chỗ của em báo thứ ba. Đây, Cheetah. À, đây rồi các bạn à. Siêu nhỏ luôn. Bắt nó lại liền. Đó, thêm một em báo ghe ba nữa. Ngon lành canh đào. Rồi, để mình coi quanh đây còn con nào nữa không. Có con báo mẹ thôi à. Wow, báo mẹ và báo con thôi. Ui, mình nghe tiếng con rắn nó kêu các bạn ơi. Ôi, ghê quá. Chúng ta sẽ né cái chỗ đó ra đi. Ui, chỗ này có thêm mấy em hổ nữa các bạn ơi. Và có cả con cáo nữa. Lại một em hổ trên đây nữa nè. Quá là xịn luôn hen. Rồi, thì mình sẽ xóa cái em Cheetah này đi nha. Đó, mình sẽ tìm thêm một em nữa. Ok, và đây là chỗ của cái em báo ghe ba cuối cùng nha các bạn ơi. Để cho nó đủ hai cặp báo luôn đó. Tức là bốn con thì mình đã tìm đủ. Đó, bốn em báo ghe ba luôn nha. Rồi bây giờ thì thuần hóa nó thôi các bạn ơi. Đây, thuần hóa thêm em này luôn. Ây da, chạy đi đâu hả? Rồi, lâu nó lại liền các bạn. Cheetah, ngon lành cành đào. Mình sẽ bắt nó lại luôn nha. Rồi thì mình chỉ dùng bốn cái pet amulet thôi, tại vì chỉ có bốn em báo ghe ba thôi mà. Sau khi đã thuần hóa được bốn em báo ghe ba con rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành xây cái chuồng của tụi nó kế bên chuồng của mấy em báo tuyết luôn nha các bạn ơi. Nó vẫn sẽ cách ra 5 ô thôi nha. Để chúng ta sẽ có một cái không gian ở chính giữa mấy cái chuồng nè. Chúng ta có thể đi qua đi lại để mà ngắm tụi nó được. Hấp dẫn.
Wow, và đây là mấy em rồng Gaudo tập trước của mình nè các bạn. Thôi, giờ lo xây chuồng báo lên nè. Kích thước thì nó cũng sẽ bằng chuồng của báo tuyết thôi nha. Rồi, đầu tiên sẽ là cách ra 5 ô trước nha các bạn. Đây. Kích thước thì sẽ vẫn là 22. Ở đây đã có một ô rồi thì mình sẽ kéo ra 21 ô thôi nha. Ngon lành canh đào. Kéo ra thôi các bạn ơi. Vừa đủ luôn nè. Bên đây thì cũng ra 21 ô luôn nha. 21 ô bên này. Thì cái chuồng của mấy em báo gây bà nó sẽ khác với lại chuồng của báo tuyết. Mình không có sử dụng mấy cái block cobblestone chia sâu màu trắng này nữa. Mình sẽ dùng hoàn toàn bằng stone brick như thế này luôn nha các bạn ơi. Chuồng như thế này nhìn cho nó hài hòa hơn. Rồi, và chúng ta vẫn sẽ ra thêm 21 ô nữa nha các bạn ơi. Đây, phía bên này chứ. Wow, cũng khá là rộng đó. 21 ô bên này nữa nè. Wow. Rồi, và hai bên còn lại thì mình sẽ kéo dần ra nha các bạn ơi. Thì chắc mỗi bên ra tầm 8 ô là đủ ha. 8 ô mỗi bên đi. Đó. Và bên này cũng ra 8 ô luôn nha các bạn. Để chúng ta làm cái cửa chứ. Đây, còn như ra 4 ô để làm cái cửa là chuẩn luôn đó. Ủa các bạn nghe không, có con gì nó kêu ở dưới á. Kinh vậy. Ok, và đây sẽ là cái cửa nha các bạn ơi. Đó. Mình sẽ sử dụng gỗ keo để mà lắp cửa luôn nha. Ủa, hình như có con ma nó kêu dưới các bạn ơi. Kinh vậy chưởng ạ. Đầu tiên sẽ là hai cái cửa carpenter trước nè. Và chúng ta sẽ tạo luôn 4 cái nút nha. Đó, ngon lành, ngon lành. Rồi, mình sẽ đặt 4 cái nút ở đây. Đặt ở trên chứ sao đặt ở dưới đây. Ở trên đây nè. Đó. Và mình sẽ lắp gỗ keo vô luôn nha. Đâu rồi? Đây, mấy gỗ keo của mình nè các bạn ơi. Lắp vô, lắp vô. Wow, hấp dẫn. Xong được cái khung cơ bản của cái chuồng này rồi các bạn ơi. Thì chuồng của báo ghê ba này á, mình sẽ sử dụng những cái loại cây như là cây keo thôi. Đó. Không có thêm cái loại cây nào khác đâu các bạn ơi. Ôi, và các bạn để ý nè. Wow, mấy cái cây gỗ sồi bên đây nó đã mọc dây leo dài xuống dưới luôn rồi nè. Ui, và cái em rồng này nó đang nằm nè các bạn ơi. Hấp dẫn. Ui. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? À, con này các bạn ơi, con này nó phá. Biết ngay mà, nghe tiếng nó kêu. Trời ơi, nó phá đồ của mình các bạn à. Còn con nào nữa không? Ui, ghê quá. Để mình leo lên trên lại coi. Wow, nó đập phá đồ của mình nữa. Ui, nó đập phá đồ của mình các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp lại cái sàn nha. Trời ơi, biết ngay là nó phá các bạn à. Kinh khủng. Ui, đây có một em bọ cạp nữa các bạn. Ui, và trên lưng nó có rất là nhiều bọ cạp con luôn. Wow, chúng ta có thể thu phục mấy con bọ cạp đó nha. Để mình lắp chỗ này lại trước đã. Rồi mình sẽ đi thuần hóa mấy em bò cạp luôn nha các bạn. Ui, hay vậy. Tại hôm nay làm về mấy em báo gây ba mà. Sẽ có bộ cạp nó xen vô đây như vậy. Rồi. Ui, mình thiếu đất hả ta? Để mình coi. Ui, chúng ta thiếu đất rồi bạn ơi. Còn đất bên này không? Cũng không còn đất luôn. Ui, hết đất rồi. Chắc mình sẽ đào thêm quá các bạn. Chắc đào bên đây luôn đi. Sẵn tiện đi thuần hóa mấy em bọ cạp luôn nha. Không biết nó có tấn công mình không nữa. Thấy nó nhảy nhảy nè các bạn ơi. Hấp dẫn ha. Rồi mình sẽ đào cái chỗ này ra luôn nha. Đây, đây là mấy em bọ cạp nè các bạn. Ủa, nó không tấn công mình. Rồi, ôi mình cũng không có nhặt mấy cái con bọ cạp con ở trên lưng nó được. Vậy thì mình sẽ giết cái con mẹ này thì chúng ta... Vậy á, thì mình sẽ giết mấy em bọ cạp mẹ này á, để mà thuần hóa mấy con bọ cạp con nha các bạn. Đó, đây. Và chúng ta sẽ có được 3 em bọ cạp con nè. Ồ, Scorpion. Đây, một em nha các bạn. Và mình sẽ dùng những cái amulet để mà bắt nó lại đi. Ủa, nó đã lớn như vậy rồi. Amulet tôi để đâu rồi? Đây các bạn ơi, còn 3 cái amulet thôi. Bắt một em lại trước đi. Đây, một em. Đây, thêm em bọ cạp thứ hai nữa các bạn. Đâu rồi, đâu rồi.
chạy đi đâu. Vẫn là Scorpion nha các bạn. Ủa. Ui, khi thường hóa thì nó sẽ bự như này các bạn ơi. Hấp dẫn. Và còn một em bọ cạp nữa. Đây đây các bạn ơi. Ba em luôn nè. Scorpion. Wow. Hên vải trưởng hả? Thường hóa được em bọ cạp. Ui và thêm em nữa nè. Ôi bốn em luôn các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Ồ mình sẽ cầm cái con bọ cạp này qua bên này. Xịn sò đó. Để mình đi ngủ cái đã. Trời nó tối rồi nè. Ôi đây là em bọ cạp của mình nè các bạn ơi. Hấp dẫn chưa? Đó mình sẽ cho nó chơi đùa quanh chỗ này nha. Và hồi nãy khi đánh cái con bọ cạp mẹ thì nó rớt ra cái gì cho mình nè các bạn ơi. Đây là cheating. Ủa cái gì vậy? Tính ra canh me tôi hả? Lanh lắm. Ủa mình nghe zombie kêu quá chừng ở dưới luôn các bạn. Thôi nguy hiểm quá. Đây mình sẽ lắp cái sàn lại nha. Lắp lại hết. Rồi thế là xong rồi các bạn ơi. Ôi cái con bò cạp con đâu rồi. Wow các bạn thấy không, hồi nãy nó chút xíu à. Nhưng mà sau khi thường hóa này nó đã bự như thế này rồi các bạn à. Hấp dẫn. Và chúng ta có được 4 em bò cạp luôn. Ôi con này không bị cháy hả? Mặc giáp sắt luôn các bạn. Full giáp sắt luôn nha. Đánh người ta đã xong rồi chạy. Chơi gì kỳ vậy. Đâu con bò cạp của mình đâu rồi. Để mình bắt nó ra cái đã. Không có đi linh tinh như chưa. Bắt nó đi các bạn ơi. Nhấn chuột phải các bạn có thể rinh nó đi như thế này nha. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Mình sẽ bỏ nó xuống. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái chuồng này cho nó nhanh luôn. Cũng như là lắp glowstone nè. Và trang trí những cái cây keo cho nó luôn nha các bạn ơi. Thì mình cũng đã xong cái chuồng cho mấy em báo ghê ba rồi nha các bạn. Cái chuồng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Toàn là cây keo thôi các bạn à. Tại vì cái mấy cái em báo này á, nó chủ yếu sống tại những cái vùng như là savanna thôi. Nên mình trang trí nó cũng khá là giống savanna. Đó. Và ở đây thì mình sẽ thả 4 em ra luôn nha các bạn ơi. Đấy, 1 em, 2 em, 3 em. Và đây là em thứ 4 nha. Ôi chúng ta có một em này khá là to nè. Nó sắp lớn rồi nè các bạn ơi. Hai em còn lại thì nhỏ xíu à. Em này thì kích thước cũng trung bình rồi đó. Ok. Sẵn thì mình sẽ bắt luôn cái em bọ cạp hồi nãy. Hồi nãy mình có thả con bọ cạp ở đây rồi mà ta.
Nó chạy đi đâu rồi? Ôi, nãy mình có thả con mỏ cạp đâu đây nè. Ôi, nó chạy mất. Ôi, nó đây các bạn ơi, nó bự vãi vậy. Ôi, con này nó leo được hả? Con này nó leo vô trong được các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Chắc vậy sau này mình sẽ làm chuồng nó kỹ kỹ hơn một xíu. Trời ơi, nó bự quá luôn á. Chắc sau này thì mình sẽ làm chuồng bọ cạp sao quá các bạn à. Rồi, cùng vào thăm mấy em báo ghê ba của chúng ta nè. Ôi, tính chạy ra hả? Con này lanh quá hả? Thì báo ghê ba là loài động vật nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đó các bạn ơi. Nó có thể đạt tốc độ 120 km/h luôn đó, rất là nhanh luôn. Rồi con này mà chạy thì thôi rồi. Và cái tỷ lệ săn mồi thành công của cái loài này á, thường trên 50% nha các bạn. Đó. Nói chung là con mồi nào đã vào tầm ngắm của tụi nó thì xác định rồi. Chắc mình sẽ đứng đây và chờ tụi nó lớn lên thôi các bạn ơi. Chuồng này chỉ có 4 em thôi. Tại vì mấy cái em báo ghê ba này tìm nó cũng rất là khó luôn. Ồ, nó đâu có như báo tuyết đâu. Báo tuyết chỉ xuất hiện ở tại vùng lạnh giá. Còn mấy em này còn phải cạnh tranh với lại hổ nè, với sư tử, với lại báo đen nữa các bạn ơi. Ồ, rất là kinh khủng luôn. Rồi mình sẽ đứng đây và chờ cho tụi nó lớn lên nha. Giờ thì mấy em báo đã đạt được kích cỡ maximum rồi nha các bạn ơi. Tiếc là mình không có thể cởi được nó. Ôi, chúng ta không có thể trang bị yên cưỡi cho tụi nó được nè. Phải chi cởi thì nó chạy nhanh biết mấy. Trời, loài động vật nhanh nhất thế giới luôn đó các bạn ơi. Đó, có thể bứt tốc lên tới 120 km/h luôn đó. Ôi, và thế là xong rồi. Nhìn mấy em báo bên kia với lại mấy em báo này nó cũng na ná nhau ha. Một bên là tuyết, một bên là Savanna. Ok, chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn ơi. Wow, tập hôm nay được 4 em báo nè. Kích cỡ maximum rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.